Hello 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 thầy Hiếu, chào các bạn à, chúng ta có mặt để cùng nhau học livestream stream yeah, chúng ta sẽ học livestream à, uh, ngày hôm nay buổi đầu tiên hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm 2024 bạn nào có mặt và nghe thấy thầy Hiếu thì chúng ta hãy comment cho thầy biết nhé rồi à, đây đây là thầy nhìn thấy uh, có một số bạn vào trả hỏi rồi không biết là chúng ta có biết hết uh, biết thầy hiểu chưa hôm nay thầy uh, mặc một cái áo đỏ để làm gì mặc áo đỏ là để chứng tỏ đẹp trai nha áo đỏ chứng tỏ đẹp trai rồi uh, thầy có ghim cái phiếu bài để uh, để cho chúng ta có thể tải về trong lúc mà đợi các bạn vào thì thầy đang dùng một cái điện thoại xịn để uh, để đọc comment của chúng ta. Đây, bây giờ thầy thầy đọc thử comment nhá. Hello, hello bạn Hoàng Hiền. Hello bạn Hân Ngọc. Rồi, ui, có bạn hình như cái này nó còn có, có chức năng là tặng sao này. Bạn nào mà có, có nhiều tiền, có nhiều sao tặng sao cho thầy nhá. Sáu ừ. 62 mắt rồi này, nhiều nhiều gớm, nhá. Yeah ok chúng ta vào chào nhau tí nào nhá yeah. thầy uh, tên là thầy hiếu thầy trần hữu hiếu, hiếu đến từ website matrix vn ở đây bạn nào đã biết thầy rồi thì comment uh, comment cho thầy biết là con biết thầy còn bạn nào đã biết thầy và công nhận là thầy đẹp trai thì cũng comment ở phía dưới là chào thầy đẹp trai <laughs> Chà 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 Để xem nào Ui, nhiều mắt gớm 95 bạn rồi này Ờ à. Rồi, 95 bạn, 113 bạn, wow, lâu lắm rồi thầy mới livestream mà hôm nay được tận 95, à hơn 100 bạn, tuyệt vời. À, chúng ta có nghe thấy thầy nói không? nếu mà nghe được thì uh, uh, comment cho thầy biết nhá xin chào đồng gia bảo xin chào ánh nhật xin chào bùi lê minh bùi hồng tâm chào trịnh uh, thủy uh, chúng ta sẽ đợi khoảng mấy phút uh, rồi sau đó chúng ta sẽ học bài. Thầy có một câu đố hách não cho chúng ta ngày hôm nay như sau. Câu đố này à, cũng khá là thú vị. Rồi, đó là chúng ta hãy di chuyển. Di chuyển một chữ số đúng một chữ số thôi. Nhớ là chỉ di chuyển thôi nha, không phải đổi chỗ. Sao cho có phép tính đúng. nào xem nào có bạn nào thử làm được cái này không nhá? đó là chúng ta có là 100 uh, đợi thầy một chút 102 trừ 1 bằng 99 nào chúng ta hãy thử giải cái 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 câu đố này cho thầy thế nào? chúng ta hãy di chuyển đúng một chữ số thôi chỉ di chuyển đúng một chữ số không được phép uh, đổi chỗ nếu mà chúng ta đổi chỗ thì sẽ tính thành là di chuyển hai chữ số rồi. Đó. Bây giờ chúng ta thử thử làm cho thầy xem nào là hãy di chuyển một chữ số để có một phép tính đúng. Nhớ là chỉ di chuyển thôi nhá, không đổi chỗ. Một số bạn là như này là sai nhá. Một số bạn bảo rằng là con đổi chỗ thành là 101 trừ 2 bằng 99. À, sai. Sai vì sao? Vì cái này đã, đã di chuyển hai uh, chữ số rồi. Di chuyển hai chữ số rồi. Ok chưa? Bây giờ chỉ được phép di chuyển một chữ số thôi. Xin chào Huy Đinh, xin chào. Uh, các bạn hỏi là toán lớp mấy? Uh, toán lớp 4 nha, lớp 4, lớp 5. Bây giờ thầy sẽ ghi thêm vào đây là cái này là thầy đã thông báo ở trên nhóm rồi chúng ta sẽ có buổi livestream hàng tuần vào thứ 6 hàng tuần từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ chúng ta sẽ học cùng nhau những bài toán rất là thú vị sau đó thì chúng ta sẽ đi ngủ vào 10 giờ chúng ta ngủ đây này có bạn Lê Thị Ánh và là thành là 101 2 99 và Hoàng Thị Trà cũng bảo thế không đúng nhớ là nếu mà một linh một trừ đi hai bằng chín thì lúc đó là chúng ta đã đổi chỗ cả một và hai tức là chúng ta đã di chuyển cả một và hai mất rồi à, vấn đề của chúng ta bây giờ là không được gì nhỉ à, không được di chuyển quá một tức là chỉ được di chuyển đúng một thôi xin chào bạn tuyên hà xin chào thanh mai xin chào bạn nguyễn hương À, chào Nguyệt Minh nào chúng ta tra cho thầy nào ở à, đây thầy, à, cái này là thầy đố các bạn lớp 4, lớp 5. Tuy nhiên là à, thầy sẽ giải thích thêm cho chúng ta một chút về lũy thừa. Ví dụ như là nếu mà chúng ta có 3 x 3 x 3 thì người ta sẽ thành là, à, ví dụ như là 4 số 3 nhân với nhau thì người ta sẽ viết dưới dạng là cái này gọi là 3 mũ 4. Đó, hoặc là ví dụ 5 số 2 nhân với nhau thì người ta sẽ viết thành là này cái này một số bạn đọc trước thì các bạn sẽ viết thế này thành hai mũ năm đó bây giờ thầy gợi ý uh, gợi ý là chúng ta sẽ phải sử dụng cái kiến thức này nào <laughs> thử 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 cho thầy biết thế nào ôi trời ôi khuất thị vui 12 giờ mới ngủ thức làm gì đến tận 12 giờ Đó. à có một bạn uh, một bạn làm như này một bạn làm thành là một linh một trừ đi chín hai bằng chín Úi rồi bạn này đổi chỗ quá nhiều số một đổi chỗ số hai cũng đổi chỗ số chín đổi chỗ không được không được cách này không được đổi chỗ quá nhiều chỉ đổi chỗ đúng một đấy thôi chào bạn mỹ linh đây rồi bạn à, kim chi võ bạn à, bạn chắc là tên là võ kim chi bạn mà đang dùng nick facebook của mẹ là võ kim chi là à, đúng rồi bạn ấy làm như sau bạn ấy làm ra là haha, đáp số của chúng ta đó là là gì là 10 mũ 2 trừ 1 bằng 99 tức là bạn ấy sẽ di chuyển đang là 102 thì bạn di chuyển cái số 2 dịch lên trên để cho nó chuyển thành số mũ và 10 mũ 2 thì nó chính là 10 x 10 và chúng ta sẽ được kết quả là bằng một gì 100 Ok ok ok. Rồi. Xong hách não. À, các bạn bảo rằng là nghe câu đố hách não của thầy xong con bị bại não luôn bởi vì khó quá. Ok, chúng ta sẽ quay lại với bài tập của ngày hôm nay. Trước hết là thầy sẽ chữa cho chúng ta các bài thuộc level 1. Các bài level 1 thường là những bài khá là dễ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nha Các bạn hãy chat cho thầy kết quả của bài số 1 nào. Bài số 1 đáp số là bao nhiêu đây? Đề bài như sau, đó là nếu viết liền nhau nhiều chữ cái mắt x x thì được chữ cái thứ 2021 là chữ nào? thầy hiếu thật là rảnh khi mà cứ đi viết mắt x mắt x x chắc là do thầy yêu quý mắt x quá nha mắt x mắt x rồi chúng ta hãy bài này là khá là cơ bản nhá yeah. bài này rất là dễ nên là thầy xếp nó là level 1 chúng ta sẽ thấy rằng là mấy số một nhóm nào các bạn hãy comment cho thầy biết nhá chat chat kết quả cho thầy nào mấy số một nhóm nào thầy đang đọc comment của các bạn rồi oh. uh. nào Đây rồi, có bạn bỏ chữ M, Quỳnh Hoa, Ngân Đặng, Thị Thanh, à, rồi bạn à, học 4G2, rồi à, bạn Đinh Thị Dương. Cái này rất là dễ, chúng ta sẽ thấy như sau. Các bạn để ý là chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một cái nhóm mắt X này là chúng ta thấy rằng là có 5 chữ. Vậy bây giờ mình sẽ lấy 2011 nó có quy luật cứ 5 lần nó lặp lại một năm chữ nó lặp lại 2011 chia thực chất thì chúng ta không cần biết là nó bằng thương là bao nhiêu. Tuy nhiên là đây là một phép chia khá là dễ nên là thầy quyết định là chia nó. Chia ra kết quả chúng ta được là 2011 chia cho 5 chúng ta được là 402 và dư 1. Dư 1 như vậy là chúng ta sẽ viết 402 lần trước mắt x và sau đó chúng ta quay lại chúng ta viết uh, thêm chữ đầu tiên của cái quy luật tiếp theo. Thế thì chúng ta sẽ thấy là chữ cái uh, thứ 2011 là chữ gì? Chữ M. Ok như vậy bài số 1 rất là đơn giản. Chúng ta hãy tiếp tục cho thầy biết uh, đáp số của bài số 2 nào. Wow, 400 bạn tham gia này. Ngầu chưa? Khá là nhiều đấy. Ờ uh, Rồi, bây giờ chúng ta thấy là, ồ, xin chào cô Hồng, hân hạnh được uh, uh, cô Hồng uh, uh, tham gia live stream. Rồi, tiếp theo, 30 học sinh đang xếp thành một hàng, uh, này, các học sinh bắt đầu đếm từ 1, 2, 3, vân v Ví dụ như là, uh, chúng ta hãy tưởng tượng như là có 30 học sinh lớp học của thầy Hiếu, thầy vừa mới bán được mấy đồng Bitcoin nên bây giờ thầy rất là giàu. À, ví dụ thế bây giờ thầy quyết định là phát số tiền thầy có tặng cho 30 học sinh Vậy thì 30 học sinh này đang xếp hàng để mỗi một bạn nhận khoảng độ uh, một ít tiền từ thầy Hiếu chẳng hạn à, Thì các học sinh bắt đầu đếm 1, 2, 3 từ trái qua phải Và bạn Henry thì đếm số 13 Như vậy là chúng ta sẽ thấy là một cái hàng như thế này à, Một cái hàng rất nhiều bạn đứng vào đây Thế thì có đếm đến đây thì bạn Henry này bạn ấy đứng thứ 13. Đúng không? Bạn đứng thứ 13. Hỏi là nếu mà đếm ngược lại thì bạn ấy đứng thứ bao nhiêu? Nào, chúng ta thấy rằng bạn Quỳnh Hoa đã comment kết quả, bạn Phương Minh cũng comment kết quả, đúng rồi, Băng Châu comment kết quả. Đúng, đây này, có bạn à, khuyên bùi bảo level 1 dễ quá, ừ, dễ như ăn kẹo, đúng không? Rồi, ok, chúng ta sẽ thấy rằng là bởi vì bạn này đếm từ trái sang, bạn đứng thứ 13 nên là phía, chúng ta tính là phía sau. À, sau Henry. Nếu mà mình tính từ, uh, sẽ có từ trái sang đấy, chúng ta sẽ có là 30 bạn. Trừ đi 13, chúng ta được là 17. Như vậy nếu tính từ phải sang, driver 1 rất là dễ nên là lớp 4, lớp 3 cũng làm được rồi nếu đếm từ phải sang. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là thanh niên Henry này sẽ đứng thứ là đếm số nào nhỉ? Chúng ta thấy là có 17 bạn, không tính thêm bạn đấy nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng bạn ấy sẽ phải đếm số 17 cộng 1 là đếm số mười mấy? 18 và đây là đáp án. Rồi, level 1 khá là dễ nhá các ừ. bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 3 nào. Rồi chúng ta có bài 3. Một cái hộp chứa 20 quả bóng được đánh số từ 1 đến 20, kích thước giống hệt nhau. Tại sao phải có cái chỗ là kích thước giống hệt nhau? Mục đích của cái kích thước giống hệt nhau này là để khi mà chúng ta chọn, cho tay và chúng ta chọn bóng và chúng ta chỉ được phép là chọn ngẫu nhiên. Chúng ta không phân biệt được quả to, quả bé hay là quả nhẵn, quả sần sùi. Đúng không? Thì là người ta phải cho kích thước hình dạng là giống hệt nhau. Ờ, hỏi kết luận nào dưới đây dễ xảy ra nhất? Chúng ta hãy uh, comment nhanh cho thầy nào. Ở uh, đây chúng ta sẽ thấy là gì? Uh, chúng ta sẽ thấy là uh, có bạn bảo là 3C này, Phạm Thái Hà, uh, Nguyễn Thái Duy Minh bảo là D à? Chắc không? Chắc là D không? Uh, tỷ lệ khả năng xảy ra ở đây chúng ta thấy rằng sau này học thì gọi là xác suất đấy nhưng bây giờ chúng ta thấy quả bóng có số 11 tất cả có 20 quả bóng như vậy cái khả năng xảy ra cái này là 1 phần 20 quả bóng lấy ra là số chẵn thì ở đây trong 20 quả này sẽ có 10 số chẵn và 10 số lẻ như vậy cái chỗ này là 10 phần 20 quả bóng lấy ra số có tận cùng là một trong các chữ số 5, 6, 7, 8 như vậy 5, 6, 7, 8 như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là nó có thể là 5 này 15, 6 16, 7 17, 8 và 18 chúng ta có 8 số và lúc này các bạn sẽ thấy rằng chúng ta được 8 phần 20 bây giờ chúng ta sẽ có ý đề lấy ra chứa chữ số 1 À, thầy thấy rất nhiều bạn làm này à Quỳnh Hoa Thùy Dương, Đức Huy ok. Chứa chữ số 1 thì là như nào? Chứa chữ số 1 thì chúng ta phải liệt kê ra là những anh nào chứa chữ số 1. Đầu tiên là số 1 đúng không? Sau đó chúng ta thấy là 10, 11, 12, vân vân cho đến 19. Từ 10 cho đến 19 là có 19 à là có 10 số chứa chữ số 1. Thêm cái số 1 này nữa như vậy chúng ta được là 11. Cái này sẽ là 11/20. Có vẻ như anh này lớn nhất rồi. Lấy ra Quả bóng lấy ra có số là số có một chữ số. Số có một chữ số chính là từ 1 đến 9. Như vậy chúng ta có là 9 phần 20. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng phương án này, phương án D này là phương án mà uh, dễ xảy ra nhất. Như vậy chúng ta sẽ khoanh vào phương án D. Thầy thấy là rất nhiều bạn làm đúng. Uh, Nhung đặng, uh, châu tư cách, ngọc sơn, uh, thái hà. Uh, Thùy Dương vân vân rồi dễ đúng không rồi thế thì uh, không để các bạn đợi lâu với những cái bài level 1 thầy quyết định sẽ tăng tốc tăng tốc cái phần level 1 này lên rồi chúng ta có bài số 4 hình chữ nhật dưới đây ghép bởi 6 hình vuông nhỏ giống hệt nhau lại là một giống hệt nhau biết hình chữ nhật có chu vi là 30 cm thế thì chúng ta thấy này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy chúng ta sẽ lấy 30 chia cho 10 chúng ta được là bằng 3. Như vậy một cạnh này sẽ là 3. Đúng không? Thế thì diện tích anh này sẽ là 3 x 3 là bằng 9. Vậy diện tích của cả cái hình chữ nhật này sẽ là 9 x 6 bằng 54. À, đừng quên ghi đơn vị. Chúng ta có đơn diện tích của nó là 54 cm vuông. Rồi bạn Quỳnh Hoa cho đáp số bài 4 là 54 cm vuông, chính xác. Rất tuyệt vời nhá. Rồi, bây giờ chúng ta đến với bài 5, bởi vì các bạn bảo rằng level 1 dễ, có bạn thậm chí bảo thưa thầy level 1 dễ còn khinh không thèm làm. Đang đến level 2 thì bảo con thấy hơi khó nên là con ngại con không muốn làm. Còn level 3 khó quá thì con bó tay không làm luôn. Rồi, bài số 5. Cách đây 8 năm, chú ý đây là một chi tiết rất quan trọng. Tổng số tuổi của hai chị em là 24. Và hiện nay tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Chúng ta xác định rằng là ở đây chúng ta có cái thông tin quan trọng đó là hiện nay tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể vẽ sơ đồ tại cái thời điểm hiện nay. Hoặc là chúng ta dùng phương pháp uh, bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số. Ở đây thầy mục đích của thầy uh, những cái buổi này thầy dạy là làm sao mà các em lớp 4 cũng có thể hiểu được một phần. Các bạn lớp 5 thì chúng ta có thể ôn lại một phần kiến thức lớp 4 và chúng ta học một phần kiến thức lớp 5 nhá. Rồi, thế thì thầy thấy ở đây có bạn Quỳnh Hoa này rất là tích cực uh, uh, comment này. Đó là bạn ấy ra đáp số là 15 và 25. Rồi, uh, Trần Văn Đại cũng ra đáp số là 15 và 25. Ok. Thế thì à, uh, bây giờ chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ phải quy về cái thời điểm hiện nay thế thì thầy sẽ có là tổng số tuổi hiện nay là tổng tuổi của hai chị em hiện nay sẽ là chúng ta lưu ý cho thầy là mỗi một năm thì mỗi người sẽ tăng thêm một tuổi như vậy là cách đây 8 năm tổng là 24 vậy muốn quy về thời điểm hiện tại chúng ta có là cộng thêm 8 năm tuổi chị cộng thêm 8 năm tuổi em và chúng ta sẽ được chỗ này là 40 như vậy hiện nay tổng số tuổi của hai chị em là 40 thì uh, chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ ra nếu như tuổi em chúng ta coi là 3 phần Đấy, tuổi chị chúng ta coi là 5 phần 3 phần 5 mà à, một số bạn bảo là đoạn hoặc là phần cũng được nhưng mà thầy thì thầy sẽ gọi là giả sử tuổi em là 3 cục tuổi chị là 5 cục ba cục bằng nhau đây chị là 5 cục bằng nhau Đấy, nghe từ 3D nó nó liên hệ 3D nó hấp dẫn nó ấn tượng nó dễ nhớ phần thì nó đoạn thẳng nó không hay bằng 3D đoạn thẳng hình cục thì nó nghe hấp dẫn hơn đây là 40. <laughs> Thế thì à, đến đây chúng ta sẽ tính được tuổi em hiện nay. Rất là đơn giản. Chúng ta sẽ lấy 40, chúng ta chia cho em là 3 phần, chị là 5 phần. Tổng cộng là 8 phần. Phép tính 40 chia cho 8 là bằng 5. 5 này là phép tính để tính một phần. Vậy muốn tính tuổi em thì chúng ta sẽ nhân với số phần của tuổi em, nhân với 3. Và chúng ta được đáp số chỗ này là 15 tuổi. Đúng chưa nào? Còn tất nhiên là chúng ta muốn tính trị hiện nay thì chúng ta có hai cách, hai ba cách đúng không? Chúng ta lấy 40 trừ 15. Và chúng ta được là 25 tuổi. Hoặc là chúng ta lấy 40 chia cho 3 cộng 5 tất cả đem nhân với 5. Rồi, như vậy là 5 bài đầu tiên đã xong. Ui, 495 bạn này. Bây giờ thầy muốn là chúng ta hãy uh, comment cho thầy biết là số bài chúng ta làm đúng trong cái level 1. Ví dụ như bạn nào làm đúng 5 bài, chúng ta sẽ ghi là 5 gạch 5. Bạn nào làm đúng hết 5 trên 5, thầy sẽ thưởng cho các bạn một món quà ăn được. Nha, món quà là một cái uh, có thể ăn được. Đó là thầy sẽ cho các bạn ăn đấm. Ok, 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 ok. Rồi, bây giờ tiếp tục với bài level 2. Úi giời, sang level 2 cái là khác ngay, khác bọt ngay. Bài số 6 khó hơn luôn. Thậm chí là đọc đề có một số bạn còn chẳng hiểu đề chứ. Nha, yeah, bài 6 này có hiểu đề được không? Cho thầy biết kết quả bài 6 nào. Nào bài 6 à, khuyên bùi đúng năm đồng gia bảo trang dt đúng hết này. Tâu đấy. Quỳnh Hoa đúng hết năm bài. Ui, 496 bạn tham gia rồi các bạn ơi. Chúng ta hãy xem nào liệu chúng ta có đến đến lên được 500 bạn không? Đây 499 rồi. Xem nào ai là bạn thứ năm? Ui, 504 nhiều dữ. Rồi. Ok 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 ok. nào bây giờ chúng ta tiếp tục nhá bài tiếp theo bài số 6 bài này đọc đề đã thấy khó hiểu rồi đọc đề này giá trị lớn nhất gạch chân bồi đỏ lớn nhất lớn nhất của cái gì của tổng các chữ số rồi bây giờ đã hiểu được một câu nhá giá trị lớn nhất của tổng các chữ số này tổng các chữ số của cái gì lại của tổng các chữ số là trị lớn nhất của tổng các chữ số Của tổng các chữ số Của một số có 3 chữ số À tức là gì Tức là bây giờ ví dụ chúng ta có một số có 3 chữ số là 357 đây, Mình phải lấy một cái ví dụ ra. Thế thì tổng các chữ số bước đầu tiên của nó sẽ là 3 cộng 5 cộng 7 là bằng 17 15 Như vậy là đến đây là mình đã tính được một cái anh tổng các chữ số rồi đúng không Sau đó Sau đó sau đó lại tính này Tổng các chữ số tiếp thế thì đây tổng các chữ số tiếp là 1 cộng 5 bằng 6. Như vậy là có hai bước tính tổng các chữ số. Đầu tiên là cái số có 3 chữ số đó chúng ta tính tổng các chữ số. Sau đó được kết quả bao nhiêu mình lại tính tổng các chữ số của cái kết quả đó. Và câu hỏi đặt ra là cái kết quả đó, kết quả mà chúng ta nhận được thì nó có thể nhận giá trị lớn nhất là bao nhiêu. Nào bây giờ các bạn hãy thử cho thầy biết nào. Kết quả bài này nào. Bài này hơi bị khó luôn. À đây rồi. Sao bạn Quỳnh Hoa này xuất sắc thế nhỉ? Bạn làm đúng này. Rồi. Đấy, bài này nhá, bài này hiểu đề mới là khó chứ. Bây giờ đấy, thế thì thầy phân tích rồi. Bây giờ các bạn thấy rằng là nếu như thầy có một số ABC thế thì tổng các chữ số A cộng B cộng C nó sẽ lớn nhất. Riêng cái này nó lớn nhất, nó sẽ là 9 cộng 9 cộng 9 là bằng 27 và có rất nhiều bạn sẽ làm theo cách là lúc này lại lấy 2 cộng 7 <laughs> các bạn lấy 2 cộng 7 để bằng 9 và các bạn nghĩ rằng kết quả đấy bằng 9 thì xin chúc mừng các bạn các bạn đã làm sai và các bạn có cơ hội làm lại lần nữa ở đây chúng ta phải lưu ý là như vậy là sau bước thứ nhất thì chúng ta mới chỉ suy ra được tổng các chữ số của nó lớn nhất là 27 vậy trong các số 27 à, trong các số nhỏ hơn hoặc bằng 27 thì số nào có tổng các chữ số là là lớn nhất nào? Số nào có tổng các chữ số là lớn nhất nào? Xin mời các bạn trả lời câu hỏi này. Đây mới là cái mấu chốt của bài toán này, giải quyết được cái câu hỏi này thì chúng ta mới làm đúng được. nào 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 bây giờ chúng ta sẽ đây rồi thầy thấy có bạn ra 27 không đúng bạn ra 9 tổng là 9 không đúng đây này thầy thấy là hiện tại có Quỳnh Hoa làm đúng này à ra bảo trả lời là số 19 chính xác trong các số nhỏ hơn 27 thì số 19 là số có tổng các chữ số là 1 cộng 9 là bằng 10 đúng không Chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ làm cho hàng đơn vị của nó lớn nhất là có thể là 9 và hàng chục lớn nhất có thể là 1 thì nó sẽ tốt hơn như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là trong các số nhỏ hơn 7 thì tổng các chữ số lớn nhất nó có thể là số 10 vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn ra một ví dụ ví dụ như là chúng ta có số 199 thì tổng các chữ số lúc đầu sẽ là 1 cộng 9 cộng 9 là bằng 19 sau đó chúng ta lấy 1 cộng 9 và kết quả sẽ bằng 10. Vậy đáp án cho bài toán này, giá trị lớn nhất của tổng các chữ số của tổng các chữ số của một số có 3 chữ số là bằng 10. Đấy, đây là một bài khá là khó. Ờ, nha, đây là một bài khá là khó. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo bài số 7 Nhưng mà trước khi đến với bài số 7 thì các bạn đã chú ý cho thầy là một số những cái bài toán ấy Chúng ta muốn học tốt ấy, thì chúng ta phải đọc, hiểu được đề bài Hiểu được đề bài, muốn hiểu được đề bài thì đôi khi là chúng ta sẽ phải lấy những cái ví dụ uh, đơn giản ví dụ cụ thể để chúng ta minh họa cho cái đề bài đó để chúng ta hiểu kỹ hơn những cái chi tiết ở trong đề bài nhớ cái điều đó thầy nhé thì... à... alo alo cái việc mà chúng ta học giỏi một tiếng việt cũng rất là quan trọng nhé để mình hiểu được đề bây giờ chúng ta có bài số 7 như sau hình chữ nhật ABCD như hình dưới được chia thành 7 hình vuông. Chúng ta đấy đọc đến đây nhé. Được chia thành 7 hình vuông. Chúng ta đừng đọc tiếp để Chúng ta dừng lại. Chúng ta phân tích. Người ta cho một cái hình dưới đây được chia thành 7 hình vuông. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay xuống nhìn cái hình. Chúng ta kiểm tra xem nào là nó có đúng là 7 hình vuông hay không. Thì chúng ta thấy này. 1 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Đúng không? Bây giờ mới đọc tiếp này. mới đọc tiếp. Hãy tìm xem chu vi hình chữ nhật ABCD gấp chu vi hình bôi xám. Thực ra là hình hình đây là hình vuông bôi xám. Nhưng mà người ta nói hình chữ nhật thì cũng không sai bởi vì hình vuông nó cũng là hình chữ nhật đặc biệt. Bao nhiêu lần? Nào, chúng ta hãy comment cho thầy biết đi. Nào. Comment cho thầy biết xem nào là 4 lần. Các bạn ra 4 lần, các bạn huy đinh ra 23 lần. Nhớ nhá, diện tích nhá, diện tích. Người ta hỏi diện tích gấp bao nhiêu lần chứ người ta không hỏi chu vi gấp bao nhiêu lần. À đâu thầy xin lỗi. Người ta hỏi chu vi gấp bao nhiêu lần chứ người ta không hỏi diện tích gấp bao nhiêu lần. Ok, các bạn bảo rằng là cái bài uh, bài bài gì nhỉ? Cái bài số uh, 7 là gì? Là là bài số 6 là khó. Ok. Rồi, có bạn ra đáp số là 22 lần hả? Thế thì đối với bài này chúng ta nên làm như thế nào? Các bạn phải quan sát giả sử như là cái cạnh của hình vuông này là A. Đây là A. Thế thì chúng ta thấy là cái đoạn này cũng sẽ là A. Đúng không? Và chúng ta thấy là A, à, thế thì cái anh này này là A cộng A là 2 nhân A. Thế thì cái đoạn này cũng sẽ là 2 nhân gì? Nhân A. Và tất nhiên rồi, đoạn này cũng sẽ là hai nhân a như vậy là theo cái chiều này chúng ta sẽ thấy là a cộng với hai nhân a chúng ta được là ba nhân a như vậy chỗ này bên này chúng ta có đây là ba nhân a rồi ba nhân a thế thì từ đây đến đây đúng không nó cũng là một hình vuông vậy chúng ta sẽ được là ba nhân a từ đây đến đây chúng ta cũng được là ba nhân a Bây giờ chúng ta sẽ cộng hết chu vi hình chữ nhật lại. Chu vi hình chữ nhật to đấy. Chu vi hình chữ nhật ABCD sẽ là chúng ta có 3 nhân a này. Ở à, bên này là 3 nhân a cộng với 3 nhân a cộng a cộng a, tức là cái chiều này. Thực ra chiều này chúng ta sẽ tính ngay được là nó là 5 nhân a. Rồi tất cả Chúng ta đem nhân với mấy? Chúng ta đem nhân với 2. Các bạn sẽ thấy là cái này là 6, 8. 8 x 2 là 16 x A. Như vậy chu vi hình chữ nhật ABCD là 16 x A. Thế còn uh, chúng ta sẽ tính được chu vi hình bôi xám. Chu vi hình xám. Chúng ta thấy là một cạnh của nó là A và chúng nó có 4 cạnh. Vậy thì nó sẽ là 4 x A hay là A x 4 đúng không 4 nhân a hay là a nhân 4 như nhau thế thì gấp bao nhiêu lần chúng ta sẽ thấy rằng 16 nhân a chúng ta đem chia cho 4 nhân a và tất nhiên chúng ta sẽ tính ngay kết quả của chúng ta là 4 lần đáp số bài này là 4 lần bạn Helen Lê đúng một số bạn đúng một số bạn ra 16 lần là không chính xác nhé ờ, một số bạn ra 16 lần là không chính xác chỉ có 4 lần thôi Nguyễn Nga đúng này Uh, Ngân Đặng Thị Thanh đúng này, Ngân siêu nhân đúng, Nguyễn Đức Tấn đúng. Rồi uh, ok. Đấy, những cái bài mà bắt đầu ở level 2 là nó khó hơn rồi. Đúng không nào? Uh, ok ok. Bây giờ sẽ là một bài khó hơn nữa. Level 2 là khác bọt đấy, level 3 nó còn khó hơn nữa cơ. Ờ uh, xem nào. Chúng ta có bài số 8 Số nhà của Adam là có 3 chữ số Sau khi bỏ đi chữ số tận cùng bên trái Bây giờ thầy cứ viết là số ABC nhá. Bỏ đi chữ số tận cùng bên trái Tức là bỏ đi A Thế thì chúng ta còn lại là BC Sau đó bỏ chữ số uh, Sau khi bỏ chữ số tận cùng bên trái Sẽ nhận được số nhà của bạn Adam uh, Nhà của bạn Của bạn Adam này là nhà của Ben Sau khi bỏ đi chữ số tận cùng bên trái của số nhà Ben sẽ nhận được số nhà của bạn Chiara và tổng ba số nhà này sẽ là gì nhỉ? Sẽ là 912 tức là bỏ đi cái này thì được nhà đây là nhà của Adam. Đấy. bỏ đi A thì sẽ nhận được số nhà của bạn Ben và bỏ đi B thì sẽ nhận được số nhà của Chiara. Như vậy đây là C và chúng ta được kết quả là 912. Rồi thế thì chúng ta sẽ thấy ngay Đây này Các bạn bảo là bài 8 Chữ số hàng chục là bằng 5 à, Bạn nào bảo 5 Bạn Thảo Nguyễn bảo bằng 5 à Ok nhá Chúng ta thấy này Ở đây chúng ta hãy đặt cột dọc Chúng ta thấy là ba anh C này đều hàng đơn vị Thế thì thầy đặt luôn thành cột dọc A, B, C Đây là B, C Đấy, Đây là C đúng không rồi, chúng ta để ở đây là 912 như vậy các bạn sẽ thấy là C cộng C cộng C nó sẽ có tận cùng là 2. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là suy ra C của chúng ta chỉ có thể bằng 4 thôi. Đúng không? 4 cộng 4 cộng 4, 4 x 3 bằng 12. Thế thì C bằng 4. Rồi, C bằng 4. Bây giờ chúng ta có là B cộng với B cộng với 1. 1 này là do nhớ từ hàng đơn vị sang, nó sẽ bằng 1. Từ đây chúng ta sẽ suy ra B bằng 0 hoặc là b bằng 5. b bằng 0 hoặc là b bằng 5. Các bạn à, uh, chúng ta sẽ làm tiếp một cách là rất là dễ dàng, chúng ta xét nếu mà trường hợp b bằng 0 thì chúng ta sẽ thấy rằng là là không được bởi vì không ai đánh cái số nhà bằng 0 cả. à, uh, uh, số có hai chữ số mà. Thì không ai đánh là số nhà không không uh, không c không mấy đấy uh, b bằng 5 b bằng 5 thì chúng ta sẽ được a bằng 8 đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ có là 854 cộng 54 cộng 4 và chúng ta được là 912. Vậy đáp số của chúng ta là số 5. Đó, đây là một bài về cấu tạo số cũng khá là hay. Đúng không? Uhm. Ừ. Ok, thầy có ngó qua comment thì thầy thấy có một số bạn uh, không được văn minh lắm trong giờ học. Chúng ta không nên uh, như vậy, chúng ta nên uh, uh, văn minh hơn. Nha, mình là những người học sinh uh, được uh, đến lớp học uh, các thứ con ngoan trò giỏi của thầy cô và bố mẹ. Chúng ta không nên có những cái lời lẽ uh, thiếu văn minh ở nơi uh, đặc biệt là trên mạng xã hội như thế này. Thầy uh, rất mong là các con các bạn học sinh chúng ta hãy học một cách tự giác. Bạn nào thật sự muốn học và cảm thấy rằng những cái buổi dạy của thầy mang lại ý nghĩa cho chúng ta, thì chúng ta học. Còn nếu bạn nào cảm thấy rằng là không có ý nghĩa hoặc không cần thiết thì chúng ta cũng không nên mất thời gian. À, chúng ta nên đi ngủ sớm hoặc chúng ta làm việc khác. nhưng vào chúng ta comment, chat, chit, linh tinh thì nó, 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 nó không giải quyết được vấn đề gì cả. À, rất là lãng phí thời gian. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, trời, chúng ta chắc là thầy sẽ phải uh, tăng tốc một chút, nhỉ? Yeah. thầy sẽ phải tăng tốc một chút bởi vì là có vẻ như là uh, bị muộn giờ rồi. Uh, bây giờ chúng ta sẽ có bài số 9. đó là bạn Alice nói dối vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ năm, nói thật vào những ngày còn lại. Bạn Bob nói dối vào thứ năm, thứ sáu và chủ nhật. Chúng ta chưa cần phải nhớ các thông tin này lát nữa chúng ta quay lại chúng ta nhớ chúng ta đọc đề xong chúng ta chỉ hình dung là A. À, như vậy nó liên quan đến việc là các thứ thế thì ngay lập tức là thầy nghĩ đến việc là thầy sẽ viết ra đây 7 cái ngày trong tuần thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy và đây là chủ nhật nhá bây giờ mình sẽ có hai thanh niên thanh niên thứ nhất là Alice và thanh niên thứ hai là Bob uh, Alice thì nói dối vào các ngày thứ hai thứ tư và thứ năm. Đây thứ hai, thứ tư và thứ năm. Còn bạn ấy sẽ nói thật vào các ngày thứ ba, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Tiếp theo, bạn Bob nói dối vào các ngày thứ năm, thứ sáu và chủ nhật. Còn các ngày còn lại thì thanh niên này cũng nói thật luôn. Rồi, mỗi bạn nói thật vào 4 ngày và nói dối vào 3 ngày. Chúng ta có một cái tình huống như sau, đó là vào một ngày nào đó bạn Alice nói hôm nay là thứ hai vậy thì chúng ta xem xét cái ngày thứ hai của Alice là như thế nào Alice nói hôm nay là thứ hai đấy là thầy phân tích rất là là là, là tự nhiên nhé. À, mình đọc đề đến đâu thì mình làm đến đó à, bạn này bạn nói là hôm nay là thứ hai thế thì mình sẽ phải lần luôn về cái, cái 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 dữ kiện thứ hai đúng không thì đây bạn Alice vào ngày thứ hai bạn ấy là ngày nói dối của bạn Alice như vậy là nếu hôm đó là thứ hai thì bạn ấy không được phép nói câu hôm nay là thứ hai đúng không đúng chưa bởi vì bạn vào ngày thứ hai là bạn nói dối nên là bạn ấy không thể nói hôm nay là thứ hai nên là từ đó suy ra là Alice đang nói dối uh, Alice nói dối và hôm đó không phải là thứ hai đúng không không là thứ hai alice nói dối hôm đó không là thứ hai thế thì suy ra bob lại xác nhận là đúng vậy như vậy suy ra bob cũng nói phép nó cũng chém gió đúng không rồi bob nói dối vậy suy ra là cả hai nói dối và chúng ta sẽ xem cái ngày nào là cả hai ngày là cái ngày mà cả hai bạn nói dối đây rồi đó là ngày thứ năm chúng ta nhìn vẽ cái này sao chúng ta thấy là cái thứ năm này nó cũng là một cái ngày đặc biệt đúng không hai bạn cùng nói dối vậy thì hôm đó đáp số của chúng ta đó là thứ năm rồi bạn phi bắc đúng bạn nguyệt minh đúng bạn huy đinh đúng khuyên bùi đúng helen lê đúng rồi uh, bạn uh, cúc dương đúng uh, mai san đúng gia bảo đúng thiên an jerry uh, đúng ngân hà đúng ừ rồi. bạn thùy dương đúng ok chúng ta hiểu không hiểu không nào đấy bài này đọc đề thì nghe thấy nó, nó hoành tráng nhưng mà uh, phân tích ra thì nó cũng không khó đấy, các bạn chú ý nhé thầy uh, nói một cái câu này các bạn thử tư duy xem nào là thầy liệu thầy có nói được cái câu đấy hay không đấy, thầy bảo rằng là tôi luôn luôn nói dối nào Thầy có một cái câu nói là tôi luôn luôn nói dối. Theo các bạn thì câu đấy có nghĩa, có nói được không? Nếu mà thầy cái câu đấy là đúng thì lại cái ý nghĩa của cái câu tôi luôn luôn nói dối lại không đúng. Đúng không? Thế còn nếu mà câu đấy là sai thì có nghĩa là có một lúc nào đấy là phải nói thật. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 10. Bài 10 có vẻ dễ. Bài 10 này nó lạ lạ một chút xíu thôi. Chứ còn uh, bạn nào biết làm thì sẽ thấy bài 10 khá là dễ. Đây. Chúng ta có nha. Đây các bạn nhìn này, chúng ta có sắp xếp các số 2 3 4 5 6 7 8 vào các ô hình vuông. Chú ý này, sao cho tổng 4 số ở 4 ô vuông theo cột dọc và tổng 4 số theo hàng ngang, tức là đây này. Cái cột này và cái hàng ngang này này là nó đều bằng 21. Thế thì với cái bài toán này chúng ta chú ý với những cái bài toán này bao giờ chúng ta cũng phải chú ý đến những cái chú ý mà thầy chú ý cho các bạn. Đó là cái vị trí đặc biệt. Đúng không? Vị trí đặc biệt ở trong này nó là vị trí nào? Đó là vị trí x. Vị trí x này thì là gì? Bạn Quỳnh Hoa ra đáp số là 7. Chúng ta thấy là cái vị trí x này là vị trí xuất hiện hai lần. Thế bây giờ nếu mà thầy tính tổng cái này thì được là 21 và tính tổng cái này cũng là 21 vậy khi thầy tính tổng bốn số của cột và thầy tính tổng bốn số của hàng thì thầy sẽ được tổng của nó sẽ là 21 cộng 21 nhưng khi thầy tính như vậy thì các số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đã đều tính được một lần đúng không 2, 3, cộng 4, cộng 5, cộng 6 cộng 7 cộng 8 đều đã tính một lần và riêng x thì được tính hai lần. Cái này tính hai lần. Nó xuất hiện cả ở hàng và cột nó sẽ được tính hai lần. Và nó được tính hai lần thì một lần nó đã nằm ở trong này rồi nên là một lần nữa chúng ta phải cộng thêm x. Và từ đây chúng ta sẽ có là 42 bằng 35 cộng x. Vậy chúng ta sẽ có x bằng 42 trừ 35 chúng ta có x bằng 7. Khá là đơn giản phải không nào? Rồi, bạn nào đúng hết uh, Đúng hết, đúng hết, đúng hết Đúng hết 10 bài Comment cho thầy 10 trên 10 nào uh, đúng hết à, Xin chào Phú Tiến nha Phú Tiến biết hết đáp án rồi à Thế thì Phú Tiến đi ngủ thôi uh, Thủy Phạm Thầy nói tên em đi mà Nhiều bạn lắm, thầy không thể nào nói hết tên của các bạn được đâu Nên là chúng ta thông cảm Bạn nào Ờ uh, vô tình được thầy gọi tên thì thì thầy gọi thôi chứ làm sao mà thầy gọi hết tên các bạn được. Hôm nay Trung Nguyễn đúng 10 trên 10. Tâm Lê, Nguyễn Hương, Nguyễn Trang, Khuyên Bùi, Trần My. Ok 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 ok. Rồi. Ui chết rồi, sắp hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta phải phải tăng tốc lên nào, tăng tốc bài số 11. Thầy dự kiến là năm bài tiếp theo chúng ta sẽ mất khoảng uh, 15 20 phút nữa. Bạn nào buồn ngủ chúng ta có thể đi ngủ, ngày mai chúng ta xem lại video nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta có có thể chia 5 quả táo giống nhau cho 6 em nhỏ sao cho gì đây? Sao cho là uh, không có quả táo nào bị cắt thành nhiều hơn 3 miếng. Đây. 1 2 3 4 5 rồi, bài này hơi bị hay, bài này tư duy đấy. Có một số bạn bảo là con sẽ ép 5 cái quả táo này thành sinh tố và sau đó con chia thành 5 uh, chia thành 6 cốc để cho các bạn. Có bạn bảo là con sẽ mua thêm một quả nữa. Rồi, hoặc là có bạn bảo rằng là con sẽ gì nhỉ? Con sẽ um, ăn hai quả, còn lại ba quả mỗi quả con bổ đôi, thế là được uh, được được uh, 6 phần. Mỗi phần một nửa đúng không? Đấy đấy là một ý tưởng hay. Ví dụ như đây này, chúng ta sẽ thấy nhá là nếu mà ba quả bạn bổ đôi này. Đấy, bổ đôi. Bổ đôi. Bổ đôi. Như đây là 1 2 3 4 5 6. Đấy, được 6 phần chưa? Đấy, đôi khi là chúng ta trong cái khó lo cái khôn đúng không? Bây giờ ví dụ như là hài hước một chút là năm quả chúng ta đem chúng ta ăn hai quả còn lại 3. 3 quả chia đôi. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là còn hai quả này, hai quả mà muốn được 6 phần thì mỗi một quả chúng ta chia làm 3. Đề bài không cho phép chúng ta chia nhiều hơn 3. Như vậy là chúng ta có vẫn có thể chia được 3. Nhiều hơn 3 là 4 mà. Đấy thì chúng ta thấy là 1 2 3 4 5 6. Đó, như vậy chúng ta sẽ thấy là mỗi bạn mỗi bạn sẽ được lấy một nửa và 1 phần mấy? 1 phần 3. Đó nhé. Thì thực ra sau này bạn đối với các bạn lớp 5 chúng ta sẽ thấy học được là 1 phần 2 cộng 1 phần 3. Và cái phân số của nó là 5 phần 6. Chính là 5 chia cho 6. Rồi đây này. Bạn Trần Văn Đại giải rất là hay này. Rồi. Rồi bạn Nguyễn Thị Duyên Duyên cũng giải rất là hay. Rồi. Bạn Nguyễn Hòa cũng giải rất là hay. Thùy Dương cũng giải rất là hay Ok, rất tuyệt vời luôn Thầy rất vui khi mà các bạn à, làm bài rất tốt như thế này Rồi, bây giờ chúng ta đến với bài số 12 nhá Bài số 12 cũng là một bài khó Và sẽ có nhiều bạn chẳng hiểu đề bài Một bạn viết các số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Theo một thứ tự bất kỳ Theo trên một vòng tròn Đúng không? Theo chỉ... Đây, ví dụ như này. Thế giả sử bây giờ thầy cũng viết bất kỳ này. 1, 5, 3, 9, 7, 4, 2, uh, 6, 8. Ví dụ như này. Bây giờ chúng ta đọc tiếp đề bài này. Đọc theo chiều kim đồng hồ 3 chữ số liền nhau. Ta nhận được một số có 3 chữ số. Ngay lập tức chúng ta quay lại chúng ta đọc thử. 1, 5, 3 này. Đúng không? Hoặc là chúng ta được là 539 này. Tiếp theo chúng ta được là 397 này. Tiếp theo chúng ta được là 974 này. Đấy, cứ như vậy. Và câu hỏi đặt ra là đọc như thế thì chúng ta sẽ được 9 số có 3 chữ số. Để đọc như thế thì đến cái số cuối cùng ấy nó sẽ là gần cuối nó là 681 và cuối cùng nó là 815. Bây giờ tính tổng. Thì cách đơn giản nhất là chúng ta viết ra xong rồi chúng ta cộng lại. Đúng không? cộng lại chúng ta viết thử một lần bất kỳ và cộng lại thấy ra kết quả viết thử một lần bất kỳ nữa cộng lại cũng ra kết quả giống hệt như thế thế là kết luận được rồi bởi vì như vậy là trong trường hợp tổng quát người ta hỏi như này có nghĩa là kết quả nó sẽ không phụ thuộc vào cái việc thứ tự chúng ta viết như thế nào thế thì bây giờ thầy sẽ phân tích cho chúng ta nhé chúng ta nhìn này đây là chữ số 9 ví dụ như chữ số 9 nó sẽ xuất hiện hàng đơn vị một lần hàng chục một lần hàng trăm một lần vậy chúng ta sẽ có một cái nhận xét là mỗi chữ số đều xuất hiện ở các hàng trăm, chục, đơn vị đúng một lần. Đúng không? Đều xuất hiện đúng một lần ở các hàng trăm, chục và đơn vị một lần. Đấy. Thế thì khi đó chúng ta sẽ thấy này uh, Mỗi một cái số xuất hiện một lần Vậy thì nó sẽ có là gì Nếu mà ví dụ số 1 xuất hiện hàng trăm Là 100 cộng với một chục cộng với một Sau đó 2 nó lại có 200 cộng với hai chục cộng với hai Tiếp theo chữ số 3 nó cũng có 300 cộng 30 cộng với 3 Và cứ như thế nó sẽ đến 900 cộng với 90 cộng với 9 hay là chúng ta sẽ được là kết quả nó chính là 111 cộng 222 cộng chấm 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 cộng 999 và thầy nhớ không nhầm thì kết quả nó sẽ là 4995. Chúng ta lấy hàng đơn vị 1 đến 9 là bằng 45 viết 5 nhớ 4. 1 đến 9 bằng 45 nhớ 4 là bằng 49, viết 9 nhớ 4. 1 đến 9 là bằng 45, 45, 45 nhớ 4 chúng ta viết 49 vào đây. Đấy, các bạn thấy thầy làm nhanh không? Ờ oh. Có một số bạn đã kêu mệt rồi. Đấy, 10 giờ và <laughs> thầy đoán không sai là một số bạn đã bị bố mẹ bắt đi ngủ. Uh, chào bạn uh, Thùy Dương. Thùy Dương giải rất là chính xác. Bạn Gia bảo. Đây, có một số gương mặt thân quen. Bạn là Quỳnh Hoa này. Thùy Dương Gia bảo. Những bạn này uh, chúng ta nên bảo bố mẹ thưởng cho chúng ta nhé. Thưởng cho chúng ta um, uh, món quà gì đó. Vì hôm nay được thầy Hiếu khen. Các bạn học rất là tốt thầy sẽ ship cho các bạn khoảng 5 quả đấm để các bạn có thể hưởng thụ à, một món quà ăn được đúng không Các bạn comment cái gì Goku à đây là thầy có hình ảnh Goku à. à nhìn thấy không son đây là đây là nhân vật gì các bạn biết không đọc Dragon Ball các bạn nào đọc Dragon Ball không đây này có thanh niên 11 giờ mới ngủ đây này có bạn Vũ Thanh bảo là thầy dùng phương pháp Moratako đi thầy à, uhm, bạn cao hương ra kết quả đúng. rồi xin cảm ơn bạn trương thanh phương đã cho thầy một lời khen đó là là gì à, hay quá. rồi bạn lữ chấm Ngân mệt thì đi ngủ thôi. nhé, yeah, đừng bắt mình phải căng thẳng cái việc theo dõi bài của thầy làm gì cả. rồi bây giờ thầy sẽ chữa tiếp. Xin lỗi các bạn, hôm nay nó bị muộn thầy muộn. Thầy còn rất nhiều điều thú vị, rất nhiều câu chuyện cười để kể cho các bạn nhưng hôm nay vội quá. Hôm nay có vẻ như là là cho hơi nhiều bài. Rồi, tìm một số có 8 chữ số sử dụng các chữ số 1 2 3 4 những mỗi chữ số sử dụng 2 lần sao cho có một chữ số ở giữa hai chữ số 1, hai chữ số ở giữa hai chữ số 2, ba chữ số ở giữa ba hai chữ số 3 và bốn chữ số ở giữa hai chữ số 4. Thế thì bây giờ ví dụ nếu mà chúng ta điền 1 ở đây thì cái 1 tiếp theo nó phải ở đây. Đúng không? Cái 1 ở đây thì 1 ở đây. Đấy, hoặc 1 ở đây, 1 ở đây, cách một vị trí ra. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng cái số 1 này nó có rất nhiều, hai cái số 1 này nó có rất nhiều vị trí có thể lựa chọn để đặt. Tương tự như vậy, số 2 chúng ta thấy là nó ít hơn, ít trường hợp hơn một chút, nhưng mà ít trường hợp nhất nó sẽ là chữ số 4. Chính vì thế nên là đầu tiên thầy sẽ đặt chữ số 4. 4 ở đây, cách 4 ra. Chúng ta sẽ thấy 4 ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có là đặt số 3. Số 3 của chúng ta không thể ở đây. Bởi vì số 3 ở đây thì số 3 còn lại nó phải ở đây. Đúng không? Bây giờ thầy thấy rằng là số 3 của chúng ta nếu mà số 3 ở đây thì số 3 tiếp theo nó phải ở đây. Và lúc đó số 2 của chúng ta không được phép ở đây đâu. Số 2 ở đây không được. Số 2 ở đây thì số 2 ở đây thì số 1 lại không được. Nên là chúng ta sẽ thấy số 2 của chúng ta bắt buộc phải ở đây. Đấy, và số 1 ở đây. Như vậy chúng ta có một cái số là 4, 1, 3, 1, 2, 4, 3, 2. Chúng ta hãy kiểm tra lại. Giữa hai chữ số 4 chúng ta thấy có 4 chữ số khác. Giữa hai chữ số 3 chúng ta thấy có 3 chữ số khác. Giữa hai chữ số 2 chúng ta có 2 chữ số khác. Và giữa hai chữ số 1 chúng ta có 1 chữ số. Như vậy đây là một kết quả. Tất nhiên là thầy biết rằng chúng ta còn có những đáp số khác. Ví dụ như bây giờ thầy viết ngược lại. 2, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 4 Chúng ta được ngay một kết quả khác à, Chúng ta có thể đặt các vị trí khác của chữ số 4 để chúng ta có các kết quả khác Tuy nhiên là đề bài chỉ yêu cầu là tìm một số có 8 chữ số Nên là thầy sẽ dừng lại đây, thầy không cần tìm thêm nữa Đúng không? Nhật Minh trả lời đúng này Thùy Dương đúng này Đấy, sao có một số 1 thế? Đây hai số 1 mà con Đây, một đây, một đây nhá Rồi Ok, hiểu chưa nào? Rồi, đã có rất nhiều bạn đã đi ngủ bởi vì khó quá, không sao Chúng ta nghe được bài nào là tốt lắm rồi, nghe được 10 bài đầu là tốt rồi Bây giờ thầy sẽ chữa nốt bài số 14-15 Năm nay tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con Tìm tuổi mẹ và tuổi con hiện nay biết rằng 9 năm trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con Vậy, bây giờ thầy sẽ vẽ 9 năm trước Vẽ sơ đồ 9 năm trước 9 năm trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con Như vậy là chúng ta sẽ có là con là một phần Thế thì mẹ sẽ là mấy phần? 3 phần Vậy chúng ta sẽ thấy đây là hiệu Hiệu số tuổi Thế thì đến hiện nay Chúng ta thấy là hiện nay Chúng ta lưu ý cho thầy là hiện nay thì hiệu số tuổi vẫn không đổi Do đó tuổi mẹ gấp hai lần tuổi con thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng hiệu số tuổi lúc này nó vẫn y hệt thế và nếu tuổi con là một phần tuổi mẹ là hai phần thì lúc đó cái hiệu nó như thế này, đấy, đây cái hiệu nó vẫn y nguyên này, đúng không? Một phần của ở đây thầy xài xin lỗi, tức là cái hiệu này uh, nó ứng với là một lần tuổi con bởi vì mẹ gấp đôi tuổi con thế thì cái hiệu đây nó cũng bằng luôn tuổi con. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ sơ đồ được hiện nay như thế này. Rồi. Uh, từ đây chúng ta sẽ uh, có gì nhỉ? Chúng ta sẽ thấy rằng là như vậy là 9, như vậy chúng ta sẽ thấy là ở đây là 9 năm trước và đây là hiện nay và nó chênh nhau là một cái đoạn như thế này thì cái đoạn này chính là 9 9 đúng không? Và đến đây thì rất dễ dàng chúng ta sẽ tính được tuổi mẹ và tuổi con hiện nay thì chúng ta sẽ thấy là con sẽ là 9 x 2 là bằng 18 đây này bạn Nguyễn Đăng Trung đúng này còn mẹ thì sẽ là Úi rồi ôi gai go rồi đề bài này thật là buồn cười trời ơi đề bài gì mà mẹ sinh con hơi sớm nhà mẹ sinh con năm 18 tuổi chắc là từ thời ngày xưa rồi từ thời xa xưa rồi chứ bây giờ thì không 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 đẻ con sớm như vậy đâu đúng không à... đấy ngày xưa thôi còn bây giờ thì chắc là là mẹ sinh con muộn hơn rồi à, rất may là vừa 18 tuổi thế còn có <laughs> có bạn này có bạn có bạn trả lời là mẹ 20 tuổi con năm 15 tuổi ôi trời ơi trời ơi uhm... Trời ơi, trời ơi, mẹ 20 tuổi, con 15 tuổi sao được. Hồi, mệt quá. Rồi, nốt bài này rồi đi ngủ nào. Nốt nha. Thầy sẽ dành lời khen tặng cho các bạn có mặt đến giờ phút này. Rồi, cho các số 1001-23432-897798-3456-543 là các số đối xứng. Cái số đối xứng người ta gọi là Pandrin-Drom. Đấy, câu hỏi đặt ra là nếu tất cả các chữ số 23 2704 đều được sử dụng và mỗi số được sử dụng không quá hai lần. Hỏi có bao nhiêu số đối xứng? Vậy trước hết chúng ta thấy là nếu mà bốn cái chữ số này đều được sử dụng thì ít nhất là nó phải có dạng là ABCD này. Bây giờ muốn số đối xứng thì thầy lật ngược lại, thầy sẽ có thể là CBA. Đây là một dạng. Hoặc thầy có một dạng nữa là ABCDDCBA Đúng không? Bây giờ thầy sẽ chọn. Thầy sẽ thấy là A, thầy sẽ có 3 cách chọn. A có thể chọn là 2, 7, 4. Sau đó B, thầy cũng có 3 cách. Và C, thầy có 2 cách. Cuối cùng D, thì thầy chỉ có 1 cách. Như vậy lúc này thầy sẽ có là 3 x 3 x 2 x 1. Chúng ta được 18 số. Và hoàn toàn tương tự anh này chúng ta cũng được 18 số. Vậy thầy sẽ được 18 cộng 18 bằng 36 số. Xong rồi, xong rồi. Rồi, những cái bài 14, 15 là tương đối khó dành cho các bạn học sinh khá giỏi. Bạn nào không hiểu thì chúng ta có thể xem lại. Bây giờ thầy rất mong là chúng ta hãy comment cho thầy biết là chúng ta làm đúng bao nhiêu bài trong 15 bài này. Và buổi học hôm nay có cảm thấy rằng có hữu ích hay không? Nếu mà chúng ta Thấy hữu ích thì tuần sau thầy sẽ tiếp tục vào khung giờ này để livestream Còn nếu không thì thầy sẽ đi ngủ cho nó khỏe. Mình phải làm việc có ích chứ. Đúng không? Nào. Rồi. À. Nào. Bạn Tuấn Mai. Bạn ấy chào thầy Hiếu. Không đẹp trai à? Hừ. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Uhm. Chắc là bạn. À. Rồi. có bạn uh, tạ hải sao lại tự nhiên lại bảo gay rồi thế nào mà gay con bị gay hay sao đấy mà tự nhiên lại bảo gay rồi <cười> <cười> rồi xin mời các bạn ờ uh, uh, Rồi bây giờ là 10 giờ 10 phút. Hy vọng rằng hôm nay thầy sẽ có một giấc ngủ ngon bởi vì là hôm nay là thầy thấy rằng là hơn 500 bạn vào theo dõi live stream của thầy. Thầy rất là vui khi mà rất nhiều bạn vào live stream. Bình thường ấy thì thầy bị mất ngủ. Mỗi một đêm thầy chỉ ngủ được có một giấc từ lúc đi ngủ đến lúc dậy thôi. Đấy, nên là hôm nay hy vọng là thầy sẽ ngủ ngon và À, có lần nha thầy đọc ở trên mạng ấy người ta bảo rằng là nếu mà bị mất ngủ ấy thì làm một cái biện pháp như sau và thầy làm theo. Tức là khi mà bị mất ngủ ấy thì mình sẽ đếm đếm cừu, mình nằm trên giường mình nhắm mắt và mình đếm 1 2 3 4 5 vân vân. Người ta bảo rằng là hãy nhắm mắt tập trung đếm đến 100 thì sẽ ngủ được. Thế là thầy nhắm mắt 1 2 3 4 5 vân vân thầy đếm, thầy đếm đến 80 Trời ơi, đến đến 80 buồn ngủ quá rồi mà người ta lúc đọc người ta lại bảo đếm đến 100 thì sẽ ngủ được. Thế là đến đến 80 buồn ngủ quá rồi, thầy đem thầy vùng dậy, thầy đi rửa mặt để cho tình ngủ vào đếm tiếp. Thế là rửa mặt xong vào đếm tiếp là 81, 82, 83, đến 100 thì lúc đấy lại tỉnh ngủ, lại không ngủ được. Thế mới đều. Thế lại quay lại đếm lại từ đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân đến 81. Lần này đến 81 lại buồn ngủ quá. Lại đi rửa mặt để cho tỉnh ngủ vào đếm tiếp từ 82 đến 100. Cứ như thế mãi mới ngủ được các bạn ạ. Rồi, ok, đấy là một câu chuyện cười thầy kể cho các bạn. Rồi bạn nào cảm thấy buổi học hôm nay hữu ích và và và, và muốn tuần sau học tiếp thì hãy comment cho thầy biết ờ, nha Hãy comment cho thầy biết. Còn bây giờ thì thầy chào tạm biệt và hẹn gặp lại.